Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay mùng 8 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hội hợp với các phong trào thi đua yêu nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhiều hoạt động đã được tổ chức tại cơ sở chào mừng sự kiện này. Tại thị xã Phúc Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phối hợp với công đoàn ba khối tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Văn hóa ứng xử người mẹ và bí quyết dạy con thành tài. Tới dự có đồng chí Vũ Việt Văn, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Phúc Yên, đồng chí Đoàn Văn Tiến, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã. Tại buổi nói chuyện, đại biểu đã được nghe những câu chuyện rất thực trong đời sống hàng ngày về văn hóa ứng xử người mẹ và bí quyết dạy con thành tài trong cuộc sống. Đó là những tình huống thường xảy ra trong mối quan hệ gia đình và các kỹ năng để hòa giải mâu thuẫn trong gia đình. Sao cho mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái ngày càng trở nên tốt đẹp và những bí quyết để nuôi dạy con thành tài. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp chị em phụ nữ ý thức rõ thiên chức làm vợ, làm mẹ để có trách nhiệm với gia đình xã hội, góp phần phát huy truyền thống của gia đình Việt Nam vì một mục tiêu gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Việt Văn thay mặt thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Phú Yên đã tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phụ nữ Việt Nam nói chung và chị em phụ nữ công đoàn, ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo nói riêng đã không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc, vừa khẳng định vị trí của mình trong xã hội, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Tại buổi gặp mặt cán bộ nữ khối ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đã tặng những bông hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ công đoàn nữ trên địa bàn huyện, mong muốn chị em phụ nữ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ 3, xây dựng huyện Tam Đảo thành một huyện du lịch trọng điểm của các tỉnh khu vực phía Bắc vào năm 2020. Đoàn lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường cũng đã đến chúc mừng tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào, nhiệm vụ công tác hội, tích cực tham gia xây dựng gia đình 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã tặng hoa của huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Ngày 7 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị nghe các cơ quan đơn vị báo cáo tiến độ chuẩn bị lễ hội Tây Thiên 2016. Đồng chí Lưu Đức Long, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe cơ quan thường trực, thành viên ban tổ chức lễ hội báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức lễ hội Tây Thiên. Lễ hội Tây Thiên năm 2016 sẽ có các hoạt động như liên hoan tiếng hát giọng cô Tam Đảo lần thứ nhất, giải vật dân tộc thuật quốc, giải bóng chuyền nam nữ Tây Thiên lần thứ hai, hội trại thanh niên, hội thi làm bánh chưng, bánh giò, bánh dày. Để chuẩn bị tốt cho lễ hội Tây Thiên 2016, các ban, ngành, đoàn thể, các phòng và các xã đã và đang gấp rút chuẩn bị tốt các nội dung liên quan. Đồng chí Lưu Đức Long yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, các xã đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội. Chấn chỉnh lại các hoạt động tại bãi trông giữ phương tiện. Các xã cử lực lượng tham gia lễ đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt, đảm bảo đủ thành phần, số lượng và thời gian. Sáng ngày 7 tháng 3, huyện Bình Xuyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 1 năm 2016 cho 150 học viên là các đoàn viên, hội viên ưu tú của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và trường học trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
những điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng đảng ở địa phương. Ngoài ra, lớp học cũng được thông tin về tình hình kinh tế xã hội của huyện. Đây là nền tảng tư tưởng chính trị vững chắc giúp học viên có nhận thức đúng đắn, niềm tin sâu sắc vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Sau 5 năm được triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều giải pháp đồng bộ, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phản ánh của Đài Truyền thanh huyện Bình Xuyên về hoạt động này tại xã Sơn Lôi. Đi trên những con đường bê tông sạch đẹp, chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng trước những thành quả của nhân dân xã Sơn Lôi. Năm 2011, khi chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai, xã chỉ mới đạt 4 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới. Một số tiêu chí về hệ thống giáo dục, giao thông nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người còn rất hạn chế. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ đảng viên trong xã gương mẫu là người đi đầu trong từng việc làm cụ thể để người dân thấy và ủng hộ làm theo. Trong 5 năm qua, thì đối với đảng bộ nhân dân xã Sơn Lôi thì cũng xác định rất là rõ vì cái chương trình xây dựng nông thôn mới là đem lại lợi ích, người hưởng lợi là người dân là chính. Thế chính vì vậy thì đảng bộ và nhân dân cũng đã xác định trước hết là ban thành lập ban chỉ đạo, sau đó là công tác tuyên truyền, vận động cho các ban ngành đoàn thể và trực tiếp các thôn dân cư để chúng ta cùng bắt tay phát huy cái sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Hàng tháng, Đảng ủy xã yêu cầu Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã báo cáo kết quả thực hiện và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đánh giá những mặt làm được, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo. Xác định rõ cái mục tiêu, chúng tôi tuyên truyền vận động tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, và từ chỗ tuyên truyền vận động sâu rộng đó, nhân dân hiểu và đã góp công góp của, mà nhân dân đã hiến được 1.300 mét đất, làm vào khoảng hơn 6.000 công để xây dựng công trình của địa phương. Được sự vận động của cán bộ, chúng tôi đã ủng hộ địa phương 100 mét vuông đất để làm đường dân sinh, nội đồng. Cái phong trào nông thôn mới là đã đem lại thiết thực cho địa phương và trong đó có gia đình chúng tôi. Sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động toàn xã đầu tư trên 70 tỷ đồng để phục vụ cho các mục tiêu của nông thôn mới. Nhân dân đã đóng góp được 2,5 tỷ đồng, hiến được trên 4.500 mét vuông đất và đóng góp được gần 3.000 ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Xã đã bê tông hóa được 100% đường giao thông nông thôn. Toàn xã đã triển khai được nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Xóa toàn bộ số nhà tạm rột nát, số người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt gần 86%. Có 4 trường của 3 bậc học đạt trường chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 45%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 26 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,04%. Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, thì bộ mặt nông thôn của Sơn Lôi thì đã được chuyển biến rất là tích cực. Thứ nhất là về thu nhập của nhân dân, thì bình quân thu nhập đầu người đến cuối năm 2015 thì đã đạt là 25,83 triệu đồng trên người trên năm, và phát huy hiệu quả các cái mô hình như là trồng dưa leo, trồng các cái loại rau để mà sản xuất hàng hóa, rồi các cái mô hình nuôi vịt, thả cá, rồi thì nuôi lợn tập trung ở ngoài khu dân cư cũng đã được phát huy. Với sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, sự đồng thuận ủng hộ của người dân, tháng 11 năm 2015, xã Sơn Lôi đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và được Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định sẽ công nhận xã Sơn Lôi đạt chuẩn nông thôn mới. Đây sẽ là tiền đề, là đòn bẩy để Sơn Lôi giữ vững và thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020. Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội hợp thành phố Vĩnh Yên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội hợp đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát động đăng ký thực hiện những công trình, phần việc thiết thực gắn với các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội hợp là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh và thành phố. Trong những ngày này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội hợp đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, các văn kiện trình đại hội, công tác nhân sự cơ bản được hoàn tất. Năm 2016, Đảng bộ phường Hội Hợp được tỉnh, thành phố chọn làm đại hội điểm của Hội Phụ nữ. Chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2016. Chính vì vậy, chúng tôi đã tập trung cả đảng ủy, ủy ban, các đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Chúng tôi đã tổ chức họp ban thường vụ, phân công cho thành viên ủy ban, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách về cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền để phục vụ cho đại hội. Riêng đối với thường trực đảng ủy, Hội Phụ nữ phối hợp với Hội Phụ nữ thành phố để hoàn tất các văn kiện đảm bảo cho đại hội được thành công tốt đẹp. Cùng với việc tích cực chuẩn bị cho đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Hợp đã đẩy mạnh triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ, lập thành tích chào mừng đại hội. Nhiều hoạt động được triển khai tạo sự lan tỏa rộng khắp, như hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, duy trì tốt các hoạt động tương trợ, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hội đã tập trung khai thác các nguồn vốn giúp cho 851 chị em vay phát triển kinh tế gia đình với số tiền gần 10,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều mô hình kinh tế đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Hợp đã có 95% cán bộ hội viên đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến, 987 cán bộ hội viên đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm. Theo xu hướng nhu cầu chung thì gia đình sẽ phát triển kinh tế hơn thì mở thêm cửa hàng là bán sắt, thép thuộc về cơ khí và sản xuất cái tấm tôn lò. Theo trong khi làm phát triển về các cái nhà như vậy thì chúng tôi đã mở ra như vậy tạo công ăn việc làm cho một số lao động, gia đình có thu nhập thêm. Phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch cũng được các chi hội triển khai rộng khắp, tạo khí thế phấn khởi hướng về đại hội. Để tiếp tục chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ phường Hội Hợp lần thứ tư nhiệm kỳ 2016-2021, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Hợp chúng tôi đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã giúp chị em hội viên phát triển tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội. Đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Hợp lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp điện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.